Hello, xin chào tất cả các bạn đối với channel của mình. Vâng, mình là Hưng đây. Thì dạo gần đây có nhiều người kêu mình quay clip mấy con dê đi. Thì với một cái bộ đồ gọi là nguyên màu đen như thế này thì mình sẽ quay một con dê đen nha các bạn coi nha. Mẹ con dê đen mất rồi. Đó, mình đi chăn dê nhưng mình bận đội thằng ăn trộm gì đó. Và mình không phải ăn trộm nha. Đó, các bạn coi nè. Hồi xưa mình đi coi bói, thầy bói nói rằng là tương lai con sẽ nắm chùm. Con thấy nắm chùm cái bài không? Con làm đại ca, con nắm chùm có một bài đèn. Đó, mà mình không hiểu là bài đèn như thế nào. Thì hôm nay mình đã tận mắt chứng kiến được cái bài đèn của mình nè. Đó, nắm chùm một bài đèn luôn các bạn. Cái bài đèn này là đậu xanh, hơi bị kinh đó. Thì cái con dê mẹ nó đẻ rất là nhiều con dê con. Và mỗi con nó đẻ một năm nó đẻ hai lứa gự. Hai lứa gự nghĩa là nó sẽ đẻ nhất là 4 5 con, một con dê mẹ. Đây đây mấy con dê con nè. Có thấy dê con không? Mà mình quay bằng camera trước cho thấy mặt mình chứ. Mình quay camera sau là sao mắt thấy được cái mặt của mình. Đó, mình sẽ quay mấy con dê con cho các bạn coi. Nói chung là dê nó đẻ rất là nhiều. Và có những một số con là nó đi ăn bên nhà người ta. Bị người ta quăng quỳ giò. Thì con đó đây nè. Đây. Quay cho các bạn coi con đó. Con này đúng không? Con này coi quăng quỳ giò nè. Không phải. Mẹ cái giò nó quăng quỳ giò gì. Cái giò nó tí li mà. Cái con quăng quỳ giò này nó sẽ nằm ở trong đây. Mà không biết con nào các bạn. Dê nó nhiều hết. Thì cái bài dê này tổng cộng là 60 mấy con đó các bạn. Về nó đi theo mình là sẽ có một số con nhỏ nữa ở nhà. Về nó theo mình khoảng 55 con. Và mình phải lùa 55 con là đi ăn. Và nếu không may nó đi ăn những cái thứ bậy bẹ người ta chửi thì mình nghe. Đó là một cái quá bình thường này. Nó ăn ngu thì ta chửi thôi. Ô, con dê quỳ giò nó mất tiêu rồi ta. Con dê quỳ giò đâu rồi? Ôi, con quỳ. Con quỳ đâu? Con quỳ nó nhè rồi. Hồi sáng nó có theo các bạn. Đây là con dê con nè. Đây là con mẹ của nó nè. Đó, bây giờ mình nhìn con nào là biết con nào luôn. Bởi vì lúc nó đẻ ra thì mình thấy, mình biết. Chứ lúc mình mới gì đây mình chăn trong ban mình là mình chả biết con nào là con của con nào. Một thời gian sau mình nó biết các bạn. Thì con này là con dê đầu đàn. Con dê đó là nó phụ trách cái nhiệm vụ là tăng cường dân số. Là cái con dê này nó mới đi. Con dê đó có giá là mấy chục triệu đó. Con dê đó đó. Còn mấy con này là mấy con mái. Bên kia là chiếc xe của mình. Mà mình nói thiệt với các bạn luôn là chăn dê mình thấy lời cũng thấy đau. Mà mình thấy mỗi ngày là mình tốn tiền xăng. Mình chạy vòng vòng vậy đó. Mình ban xuống ruộng luôn nè, các bạn thấy không? Đây là đồng ruộng nè. Đó, đồng ruộng cái mấy cái gờ này nè. Khi mình đi ngang qua một cái nha, là các bạn biết là chiếc xe rốt nó rất là thấp. Mà đi ngang qua là nó đụng vô cái lắc máy cụp. Nghe mình đứt từ đoạn ruột luôn đó. Đứt từng đoạn ruột. Bên kia là cái đó là cái chỗ đốt rác. Là người ta hay tập trung rác vào đó người ta đốt. Bên kia là một cái miếu. Còn mình ở trong kia các bạn thấy không? Trong ngọn núi đó là mình thả dê ra trong đó đi ra đây. Rồi đi bằng xe máy. Chứ đi bằng đi bộ rồi đi học máu luôn. Đào máu hỏng đó. Đây nè, hai con dê con này máu đĩa bữa nè. Hai con này nó máu đĩa nhưng mà các bạn thấy nó to không? Ủa lúa chết. Chỗ này tao gieo lúa rồi. Mẹ. Đùa nó ghê tao chửi chết. Mẹ ăn ngu rồi. Chết rồi. Không có sầm nữa. Thôi bye các bạn nha. Bây giờ tôi sầm nó đang hết lúa chửi chết. Mẹ cậu trời ăn chủ nó không có đây. Coi nó chửi chết. Thôi bye các bạn nha. Mẹ nói nhiều nãy giờ không để ý chứ.